Hà Nội phong tỏa cửa hàng pizza có nhân viên nghi mắc Covid-19 từ Đà Nẵng về. Lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã phong tỏa cửa hàng pizza trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy sau khi có trường hợp nghi mắc Covid-19. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, quán pizza có địa chỉ số 106 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã bị phong tỏa sau khi có trường hợp là nhân viên tại đây nghi nhiễm SARS-CoV-2. Theo đó, 5 nhân viên 23 tuổi là nhân viên phục vụ tại cửa hàng pizza, đi du lịch với gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7. Đến ngày 23 tháng 7, nam nhân viên sốt nhẹ, kèm ho, có đờm đặc. Ngày 28 tháng 7, người này đến khám tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, nam nhân viên này dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng công an, y tế đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cửa hàng pizza nhân viên y tế với đồ bảo hộ đã phun khử trùng toàn bộ cửa hàng đồng thời lấy thông tin dịch tễ với những người có liên quan